Cho mọi người, tôi vừa thực hiện một clip ngắn quảng cáo cũng rất là đơn giản và nhanh trên thiết bị di động. Quý chị chúng ta là những người bán hàng độc lập. Quý chị chúng ta hiện nay chỉ cần có một chiếc điện thoại cùng với ý tưởng nho nhỏ, sản phẩm nho nhỏ của mình là chúng ta có thể thực hiện được clip quảng cáo cho bản thân rồi. Chúng ta có ý tưởng trước thì chúng ta làm clip ngắn có thể nói trôi chảy đầy đủ, xong chúng ta gói gọn nó dưới 1 phút coi như chúng ta post luôn. Còn cẩn thận hơn thì quý chị chúng ta có thể lên một cái kịch bản bao gồm phần hình, chúng ta sẽ nói nháp trước ở trong cái clip đó, xong rồi chúng ta có thể lồng tiếng thu âm và ghép vào chẳng hạn, chúng ta thêm tắt vào những cái phần phụ đề nữa là coi như là tương đối hoàn hảo rồi. Quý anh chị nào còn chưa biết thì chúng ta đầu tiên là chúng ta quay trước ở cái điện thoại đi, quay clip thông thường, chúng ta quay máy đứng như thế này nhé, xong rồi chúng ta tải cái phần mềm CapCut gần như là y như tiếng Việt đó, CapCut nhé, rồi chúng ta dừng lại, chọn clip trong đó và chúng ta chọn nó lại, chúng ta sắp xếp nhé, rồi chúng ta post lên các mạng xã hội thì coi như chúng ta đang quảng cáo sản phẩm cho mình rồi. Chúc quý anh chị chúng ta thực hiện thành công. Và khi còn nhiều điều chưa biết thì chúng ta có thể kết nối với Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn sẽ trao đổi thêm đến quý anh chị.